Chúng ta tiếp tục với nội dung xây dựng chức năng đa ngôn ngữ. Và ở đây, tôi sẽ lấy ví dụ về ứng dụng app PMA mà chúng ta đã thực hiện và chúng ta tiến hành xây dựng chức năng đa ngôn ngữ cho nó. Chúng ta có hai giao diện ở bên tay trái và một giao diện ở bên tay phải. Hai giao diện này cùng của ứng dụng PMA. Tuy nhiên, nó xuất hiện hai kết quả khác nhau. Một bên là ngôn ngữ tiếng Việt và một bên là ngôn ngữ tiếng Anh. Về ứng dụng PMA, chính là ứng dụng mà chúng ta đã được học ở chương học thứ 3. Chúng ta yêu cầu người dùng họ nhập vào chiều cao, nhập vào cân nặng. Sau đó chúng ta sẽ xuất ra chỉ số PMA của họ là bao nhiêu, cân nặng lý tưởng của họ là bao nhiêu, họ bị thừa cân hay là thiếu cân, vân vân. Như vậy, tôi sẽ sử dụng lại ứng dụng đó và chúng ta tiếp tục bổ sung thêm chức năng đa ngôn ngữ. Và về việc xây dựng chức năng đa ngôn ngữ, chúng ta sẽ sử dụng đến khái niệm Gene Resource, nội dung mà chúng ta đã được học ở chương học thứ 3. Lúc này thì chúng ta sẽ sử dụng đến tài nguyên đặc trưng. Tài nguyên mặc định thì nó sẽ không quan tâm đến phần cấu hình của thiết bị, còn tài nguyên đặc trưng sẽ quan tâm đến phần cấu hình. Ví dụ như chiếc điện thoại của chúng ta đang được thiết lập với ngôn ngữ là tiếng Việt, thì ứng dụng của chúng ta cũng phải hiển thị ngôn ngữ là tiếng Việt. Ngược lại, nếu chiếc điện thoại di động của chúng ta được cài đặt ngôn ngữ là tiếng Anh, thì ứng dụng của chúng ta cũng phải hiển thị ngôn ngữ là tiếng Anh. Trong phần nội dung này thì chúng ta có nói đến từ hạn định, và ở phía dưới chúng ta có một folder là Resource Value trừ VI. Thì folder này sẽ chứa các tài nguyên kiểu chuỗi dành riêng cho ngôn ngữ tiếng Việt. Như vậy, nếu như muốn tạo ra tài nguyên dành cho ngôn ngữ tiếng Anh thì chúng ta cũng áp dụng tương tự, tạo ra một folder Resource Value gạch N. Và để các bạn hiểu rõ hơn về chức năng đa ngôn ngữ thì tôi cũng tiến hành demo qua cho các bạn thấy trước kết quả sau khi chúng ta thực hiện nội dung này. Ở đây tôi sẽ truy cập vào ứng dụng Multilanguage. Và các bạn thấy ở đây các kết quả hiển thị đều là các kết quả tiếng Anh. Tôi nhập vào chiều cao, tôi nhập vào cân nặng, hiển thị kết quả thì nó xuất hiện giá trị ngôn ngữ tiếng Anh. Bởi vì chiếc điện thoại di động của chúng ta đang được cấu hình là ngôn ngữ tiếng Anh. Bây giờ tôi tiến hành thay đổi ngôn ngữ. Chúng ta sẽ vào phần Setting. Tiếp tục chúng ta tìm kiếm Language và Input. Tiếp tục truy cập vào phần Language. Thì hiện tại ngôn ngữ là English rồi. Chúng ta sẽ tìm kiếm đến ngôn ngữ tiếng Việt và chúng ta sẽ chọn vào nó. Đây, ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta. Chúng ta chọn vào. Ngôn ngữ đã thay đổi thành tiếng Việt rồi. Quay lại trang Home và chúng ta quay lại ứng dụng của chúng ta, Multilanguage. Ở đây các bạn thấy các ứng dụng khác nó đã được chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt. Bây giờ chúng ta sẽ thử truy cập vào ứng dụng của chúng ta. Thì khi nãy nó hiển thị là View Resource, cũng như nội dung ở phía dưới nó hiển thị là tiếng Anh. Còn bây giờ nó đã hiển thị thành tiếng Việt cho chúng ta. Ngay cả kết quả xuất hiện ở phía dưới nó cũng hiển thị là ngôn ngữ tiếng Việt. Như vậy về phần kết quả thì chúng ta cũng nắm được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào xây dựng. Đây là ứng dụng PMA mà chúng ta đã thực hiện ở chương học thứ 3 và tôi chưa bổ sung bất kỳ nội dung gì cho nó cả. Ở đây khi chúng ta xây dựng chức năng đa ngôn ngữ thì các bạn lưu ý rằng các giá trị test cũng như các kết quả xuất hiện, chúng ta nên định nghĩa nó trong Resource Gene. Ở chương học thứ 3 thì chúng ta đã được học về Resource Gene. Tuy nhiên, trong quá trình tôi hướng dẫn các bạn thì tôi yêu cầu các bạn tự thực hiện, đó là việc xây dựng các Gene Resource, sau đó bổ sung vào cho các tập tin XML. Bây giờ tôi sẽ ôn tập lại để bạn nào ở chương học thứ 3 chưa thực hiện được thì ở đây chúng ta xem như là phần đáp án của các bài tập đó. Đầu tiên thì chúng ta phải liệt kê xem ứng dụng của chúng ta có sử dụng các giá trị test nào. Trong trường hợp này tôi cũng đã liệt kê sẵn cho các bạn. Đầu tiên chúng ta sử dụng đến chiều cao, cân nặng, xem kết quả, phần test, và đây là các phần hiển thị kết quả.
tôi đều liệt kê đầy đủ các nội dung này. Và ở phía dưới thì chúng ta có ngôn ngữ tiếng Anh của nó. Chiều cao thì tiếng Anh là gì? Cân nặng tiếng Anh là gì? Chúng ta cũng phải liệt kê ra. Sau đó tôi copy toàn bộ nội dung này. Chúng ta sẽ quay lại tập tin gene.xml. Chúng ta đã học rồi, tập tin này sẽ định nghĩa các gene resource mà chúng ta sử dụng trong ứng dụng. Bắt các giá trị mà chúng ta vừa copy vào đây. Tạm thời tôi sẽ đóng phần này lại. Và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu bổ sung. Đầu tiên tên của ứng dụng. Tiếp tục chúng ta có Hello World, Action Setting. Các nội dung này chúng ta chưa cần quan tâm. Bây giờ chúng ta sẽ bổ sung thêm gene. Tên của nó là gì và giá trị của nó là gì. Tôi quay lại tập tin Activity Main. Các bạn thấy chúng ta có Edit Test đầu tiên. Tôi bật phần Review. Ở đây nó hiển thị kết quả là chiều cao, chính là nội dung này. Do đó chúng ta sẽ định nghĩa thành một resource kiểu gene và chúng ta sử dụng. Như vậy tôi lấy ID, tôi đưa vào đây, ship gặp. Thuộc tính gì? Đó là thuộc tính hint, tôi đưa vào đây. Và giá trị của nó, chiều cao. Và tôi thay vào đây. Sau khi đã định nghĩa một gene resource rồi, chúng ta tiến hành sử dụng. Thay vì chúng ta ghi chiều cao thì chúng ta sẽ thay thành A cộng vào gene, edit test hay và thuộc tính hint. Thì các bạn thấy ở đây nó vẫn giữ giá trị là chiều cao cho chúng ta. Bây giờ tôi sẽ thử bỏ phần cân nặng này. Thì đây các bạn thấy nó mất rồi. Như vậy chúng ta cũng quay lại gene XML và chúng ta bổ sung phần định nghĩa cho cân nặng. Ở đây là Edit Test Weight. Tôi sẽ copy xuống, thay vào đây. Và giá trị của nó là cân nặng. Chúng ta cũng thay vào đây. Hai giá trị này chúng ta sử dụng rồi, tôi xóa nó đi. Tiếp tục chúng ta quay lại Activity Main. Ở đây chưa có. Như vậy chúng ta phải gọi đến resource của nó. Ở đây thuộc tính hint. Nó sẽ vào gene, edit test way và thuộc tính hint. Thì nó cũng hiển thị phần cân nặng. Tiếp tục tôi di chuyển xuống. Chúng ta có bút tông. Ở đây là bút tông view và thuộc tính test. Copy xuống bút tông view và thuộc tính test. Giá trị của nó là gì? Xem kết quả. Chúng ta cắt và thay vào đây. Tiếp tục copy xuống, quay lại đây. Ở đây chúng ta có test view result và thuộc tính test. Tiếp tục, đây là giá trị của nó. Tôi cắt nó, tôi thay vào đây. Xóa đi hai dòng này. Quay lại tập tin Activity Main. Như vậy thay vì là xem kết quả, chúng ta sẽ thay thành gene và vào bút tông view thuộc tính test. Dưới đây cũng vậy, sẽ thay thành gene, test view result và thuộc tính test. Như vậy tôi đã tiến hành thay thế thành công cho tập tin XML. Bây giờ chúng ta sẽ thử thực thi lại để xem lúc này ngôn ngữ hiển thị là ngôn ngữ gì. Các bạn thấy ở đây nó hiển thị kết quả là chiều cao, cân nặng. Xem kết quả, nhập chiều cao và cân nặng của bạn để xem kết quả. Các giá trị này thì chúng ta đã di chuyển nó từ tập tin Activity Main và chúng ta di chuyển vào tập tin gene.xml. Bây giờ chúng ta muốn tạo ra phần đa ngôn ngữ, có nghĩa rằng vừa ngôn ngữ tiếng Anh và app của chúng ta cũng hỗ trợ thêm ngôn ngữ tiếng Việt. Lúc này các bạn hãy quan sát ở phía trên, chúng ta có một đường liên kết Open Editor. Chúng ta click vào nó. Như vậy ở đây nó hiển thị phần key và phần value. Nó sẽ tương ứng ở đây. Ví dụ như edit test hay thuộc tính hint. Edit test hay thuộc tính hint. Thì default value, giá trị của nó là gì? Nó sẽ hiển thị ở đây cho chúng ta. Nếu như bạn nào chưa có phần giao diện này thì các bạn nên cập nhật Android Studio của chúng ta lên các phiên bản mới nhất. Ở đây tôi đang sử dụng. Tôi vào About,
Tôi đang sử dụng phiên bản Android Studio 1.4.1. Nếu như bạn nào chưa có phần giao diện này thì chúng ta tiến hành update Android Studio của chúng ta lên. Và công việc update cũng không có gì khó khăn cả. Chúng ta chỉ cần vào chức năng Help, chọn Check for Update thì Android Studio sẽ tự động dò tìm xem có phải là bản mới nhất hay chưa. Nếu chưa là bản mới nhất thì nó sẽ hiển thị chức năng Update and Install để chúng ta cài đặt. Hiện tại thì tôi đã sử dụng phiên bản mới nhất rồi, do đó tôi không cần update. Tôi đóng nó lại. Vấn đề của chúng ta lúc này là muốn hỗ trợ thêm phần ngôn ngữ tiếng Anh. Và ứng dụng của chúng ta yêu cầu vừa ngôn ngữ tiếng Anh, vừa ngôn ngữ tiếng Việt. Và để bổ sung thêm một ngôn ngữ, các bạn quan sát ở đây, chúng ta có một icon hình quả địa cầu với chức năng là Add Local. Tôi lướt vào nó. Sau đó chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ mà chúng ta muốn bổ sung. Ví dụ tôi tìm đến English, chữ D rồi. Tiếp tục chúng ta tìm đến chữ E, N, English, mở ngoặc N. Tôi chọn vào nó thì lập tức một cột mới sẽ được bổ sung. Như vậy chúng ta chỉ cần đưa vào button view text, giá trị mặc định của nó là gì và giá trị tiếng Anh của nó là gì. Và như vậy tôi chỉ cần quay ra đây để chúng ta copy các giá trị tên tiếng Anh. Chúng ta copy nó thay vào đây, chiều cao. Và để bổ sung vào, các bạn chỉ cần double click vào dòng mà các bạn muốn bổ sung, edit text hay bắn ra. Tương tự chúng ta có quay, tôi cũng copy nó quay lại đây, bắt vào Hello World, tôi không cần translate. Nó có một cột là untranslatable. Nếu như chúng ta không muốn translate nó thì chúng ta check vào. Accent setting cũng vậy. Chiều cao có rồi, cân nặng có rồi. Xem kết quả, giá trị tiếng Anh của chúng ta có. Chúng ta copy thay vào đây. Tiếp tục như thế. Đây là phần test view. Tôi cũng copy nó, tôi thay vào. Nếu như giá trị nào nó chưa được phiên dịch thì nó hiển thị màu đỏ và chúng ta sẽ dễ phân biệt hơn. Tôi bắt vào. Như vậy thì các bạn thấy chúng ta đã translate cho các key có default value và có ngôn ngữ tiếng Anh. Hiện tại chưa có ngôn ngữ tiếng Việt. Các bạn có thể thực hiện là Add Local để chọn vào ngôn ngữ tiếng Việt. Ở đây tôi sẽ hướng dẫn thêm các bạn một cách mới để chúng ta có thể tạo ra một tập tin ngôn ngữ. Chúng ta sẽ quay lại cấu trúc của chúng ta. Tôi vào value thì tập tin gene.xml của chúng ta lúc này nó hiển thị số 2. Click vào icon dấu cộng, nó có một cái lá cờ của nước Anh. Còn đây là tập tin default. Bây giờ chúng ta muốn tạo ra một tập tin gene dành cho ngôn ngữ tiếng Việt. Cách thứ hai, thay vì click vào đây, chúng ta thực hiện cách thứ hai. Chúng ta vào folder value, tiến hành tạo mới value result file. File name của chúng ta cũng là tập tin gene. Và ở phía dưới chúng ta chọn vào local, click vào đây. Chúng ta sẽ tìm kiếm đến Việt Nam. Đây là Việt Nam Mi, tôi chọn vào nó, tôi nhấn OK. Thì lúc này gene.xml nó lại được sinh ra và ở đây có lá cờ của Việt Nam. Đồng thời tôi vào value thì tập tin gene.xml của chúng ta đã là con số 3, chứng tỏ rằng chúng ta có 3 phần định nghĩa ngôn ngữ: ngôn ngữ mặc định, ngôn ngữ tiếng Anh và ngôn ngữ tiếng Việt. Bây giờ tôi tiếp tục bổ sung cho phần ngôn ngữ tiếng Việt. Thay vì chúng ta mở phần editor để chúng ta chỉnh sửa thì chúng ta cũng có thể truy cập trực tiếp vào tập tin này. Và các bạn quay lại đây, các bạn copy các giá trị này, demo đây. Sau đó các bạn thay thế, ví dụ tên của ứng dụng với ngôn ngữ tiếng Việt. Ví dụ tôi để là VIPMA, đó là ngôn ngữ tiếng Việt chẳng hạn. Và tương tự như thế các bạn có thể thay đổi cho những nội dung bên dưới. Tuy nhiên tôi không thực hiện theo cách này mà tôi vào tập tin gene. Sau đó tôi mở phần editor của nó lên. Các bạn thấy cột Việt Nam Mi đã được tạo ra.
Bây giờ chúng ta chỉ việc bổ sung các giá trị cho nó phù hợp. Hello world, tôi không cần trên lay. Tôi xóa nó đi. Action setting của vậy. Ở đây tôi trên lay tên của ứng dụng. Đây là ngôn ngữ tiếng Anh, đây là ngôn ngữ tiếng Việt. Tiếng Anh thì tôi sẽ để chữ N ở phía trước. Còn Việt Nam thì tôi sẽ để chữ VI cho các bạn phân biệt. Button view, ngôn ngữ tiếng Anh là giá trị này, ngôn ngữ tiếng Việt. Edit text hay thuộc tính hint, tiếng Anh, tiếng Việt. Và các giá trị bên dưới cũng vậy. Chúng ta chỉ cần bổ sung vào phần định nghĩa ngôn ngữ cho phù hợp. Với key này thì default value của nó là gì, giá trị tiếng Anh của nó là gì và giá trị tiếng Việt là gì. Trong trường hợp này, default value thì chúng ta nên để giá trị là tiếng Anh. Tôi không sử dụng tiếng Việt nữa, tôi thay thành các giá trị tiếng Anh hết. Sau khi tôi thay vào rồi thì tôi sẽ giải thích cho các bạn khi nào thì default value nó được sử dụng. Ở đây, ứng dụng của chúng ta hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh, ngôn ngữ tiếng Việt. Và nếu như người dùng họ ở một quốc gia nào đó, không phải là hai quốc gia mà chúng ta đã hỗ trợ ở đây. Ví dụ họ ở nước Pháp chẳng hạn, họ chọn vào ngôn ngữ là tiếng Pháp. Rõ ràng ở đây không có phần định nghĩa cho ngôn ngữ tiếng Pháp. Thì lúc đó default value sẽ được gọi lên và nó sẽ được sử dụng cho chiếc điện thoại sử dụng ngôn ngữ tiếng Pháp. Và sau khi chúng ta bổ sung phần định nghĩa các ngôn ngữ này rồi, chúng ta sẽ thử thực thi lại và xem app Mi BMA của chúng ta đã hỗ trợ đa ngôn ngữ hay chưa. Tôi mở ứng dụng của chúng ta lên. Và lúc này, trước khi chúng ta quan sát kết quả, tôi quay lại trang Home. Tôi thoát ứng dụng của chúng ta ra. Bây giờ, ở phần cài đặt, các bạn thấy ngôn ngữ hiện tại là tiếng Việt. Và hiện tại là tiếng Việt thì tên của ứng dụng là VI BMA. Nó sử dụng ở đây là cột của Vietnammy, nên nó lấy VI BMA, app name là tên của ứng dụng rồi. Tiếp tục tôi sẽ thử truy cập vào ứng dụng này. Tôi mở nó lên. Chiều cao, cân nặng, xem kết quả. Nhập chiều cao và cân nặng chứng tỏ rằng nó đã sử dụng cột Vietnammy. Bây giờ tôi thoát khỏi ứng dụng. Tôi thoát nó đi. Quay lại phần cài đặt. Tôi chuyển sang ngôn ngữ là tiếng Anh. Enlit. Và tôi quay lại danh sách các ứng dụng. Thì lúc này tên của ứng dụng là EN. Nó sử dụng cột Enlit chứ không còn sử dụng cột Vietnammy nữa. Đồng thời khi tôi truy cập vào ứng dụng này, các bạn thấy chiều cao nó đã sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, cân nặng cũng vậy, bút tông cũng vậy và phần text view cũng vậy, nó đều sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh cho chúng ta. Tuy nhiên ở đây còn một trường hợp mà chúng ta chưa đề cập đến. Ví dụ tôi nhập vào chiều cao, tôi nhập vào cân nặng, hiển thị kết quả, thì phần kết quả ở phía dưới vẫn còn hiển thị giá trị là tiếng Việt. Và trong video sau chúng ta cũng tiến hành đưa nó về thành ngôn ngữ tiếng Anh, tùy theo người dùng họ chọn ngôn ngữ của chiếc điện thoại là ngôn ngữ gì.